Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay mình có một mẫu xe tải Vim 3 tháng 4 đời 2016 mang đến cho anh em quý khách hàng của bạn thứ trong video ngày hôm nay. Thùng nó dài tới 4m880 rồi anh em. Nói chung là xe cũng mẫu mã cũng còn rất ok lắm. Đầu cabin dạng đứng khá là đẹp. Xe này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng anh chị là 170 triệu nha, bao rút hồ sơ gốc nha anh em. Vim 3 tháng 4 thùng 4m8 đời 2016 nha. Máy Kia Hyundai chạy cũng rất là bền bỉ đó. Nội thất thì ghế bọc da 3 chỗ ngồi cũng rất là sang trọng, kính thì quay tay thôi. Cabin vuông hầm hố nước sơn màu xanh cũng khá là đẹp luôn. Nói chung là mọi thứ đều rất ok. Giá khởi nghiệp 170 triệu ra đi em Vim 2016 xịn sò như này. Nếu anh em quý khách hàng của bạn quan tâm cái mẫu xe tải cũ này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể liên em nó về phục vụ để kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý khách hàng của bạn. Thùng này là thùng tiêu chuẩn nha anh em. Đó, cái bự ngoài bằng lắp, phía trong là toàn đen kẽm sàn sắt thôi. Nói chung là thùng tiêu chuẩn rồi, không có gì đặc biệt. Nên em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể trên em nó về. Vỏ đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7.5 nha anh em. Nói chung là xe này mọi thứ đều rất là ổn, mùa chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Máy móc cũng nổ rất là êm ái, dòng Vim máy Hyundai Kia thì nổ cũng rất là êm. Đó, thùng to tha hồ cho anh em chở hàng hóa luôn. Mọi thứ đều rất là ok, rất là xịn sò luôn anh em. Dòng này mua chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Mọi thứ đều rất là ổn. Đó, nên xe thì vẫn còn đăng kiểm nha anh em. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đi xem xe, trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đưa anh em nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với khách hàng cùng các bạn. Thùng với đưa chiều ngang của nó là 1m930, chiều cao là 1m830. Tải trọng xếp cho hàng hóa là 3 tấn 4 chính trục chạy bằng B2 được nha anh em. Khối lượng toàn bộ là 6,7 tấn, khối lượng mang thằng là 3 tấn 1 là 2016, nguyên ngày sử dụng là 1.41, đường kính mâm là 16, vỏ 7.5, vô lăng trợ lực ngang nhàng, ghế hụt da 3 chỗ ngồi sang trọng, hộp số là 5 số tiến, 1 số lùi đó. Vim VT350 với cái khối động cơ dung tích xi nhan của khối động cơ là 2,5 lít, công suất đạt 75,8 kW tại 1 turbo 4. Đầu cabin thiết kế dạng đứng, cụm đèn pha lô sen thiết kế dạng đứng khá là hầm hố. Lưới tải nhiệt cũng rất là rộng, rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Mọi thứ đều rất là ok, mua về chỉ bị chạy thôi anh em. Máy nổ khá là im. Và đây là cái khối động cơ của nó anh em, dung tích xi lanh là 2.4 lít, công suất đạt 75.8 kW tổng cơ bằng 4, 4 máy, 4 kỳ của xi lanh thẳng hàng, có turbo chân áp, máy chạy khá là im và khá là bền bỉ. Nói chung là cũng tạm ổn anh em. Mua về chỉ bị chạy thôi nha. 170 triệu có thương lượng nhẹ cho anh em trực tiếp đi xem xe, trải nghiệm lái thử. Cảm ơn anh em quý khách hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá bên mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình các xe đặc cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn.